Của mình hôm nay đến bài kết thúc. Chúng ta còn một bài nữa. Rất mong rất cảm ơn sự theo dõi của mọi người. Giúp mọi người like và subscribe để cho mình có động lực làm thêm các video về các dòng POC khác. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng của mình. Bài số 11. Hướng dẫn điều khiển PID. Những bước khởi tạo ban đầu thì mình sẽ làm nhanh vì mình làm những bước này khá nhiều rồi. Chúng ta tạo project mới, chọn đường dẫn, bài 11, hướng dẫn lập trình PID. Alo, đợi một chút nữa tao quay video nhé. Đợi một xíu nữa, một xíu nữa, một xíu nữa, 30 phút nữa. Ok nhé. Ok ok. Rất thông cảm mọi người. Mình đang hay thì này, dính một cuộc điện thoại. Tiếp tục các bước cấu hình POC. Đi tích đi tới. Đó, đây là con POC mình đang xài. Như bạn mình nhắc lại bài hôm trước một chút. Hôm trước mình có chỉ các bạn là tạo ra các khối thư viện dành riêng cho mình. Thì hôm nay ở đây cho thấy không hề có một thư viện nào hết của mình tạo ra. Còn đây là thư viện mặc định của Siemens. Bây giờ chúng ta sẽ mở thư viện hôm trước mình đã tạo ra để lấy các khối. Hôm trước mình tạo là analog để lấy khối analog input và analog output phục vụ cho PID. Đó, chúng ta có thể thấy add new vào đây. Chúng ta sẽ có hai khối analog input và analog output. Đó là cách tạo thư viện. Thay vì mình đổi cài đặt tần số cho bên tần, mình sẽ đổi tên của nó thành IE Real AQI Real. Ok, mình sang bên update broadcast.
Ok. Đó. Để lập trình điều khiển ở PID, các bạn cần tạo cho mình một khối chu kỳ ngắt cycle interrupt OB. Cycle interrupt và xung cái khối PID bias compact của mình cần chu kỳ ngắt là 300 mili giây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ gọi khối PID ra. PID compact là thường xài cho rất chung rất nhiều. Còn bias step dành riêng cho động cơ. Còn tem là dành riêng cho về nhiệt độ. Bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì sẽ tìm hiểu đến những cái đấy. Và tùy vào version của POC mới có những loại PID này nhé. Các bạn lưu ý. Chúng ta sẽ cấu hình cho PID, cấu hình cho bộ PID compact. Đầu tiên, basic setting. Loại điều khiển của mình là điều khiển theo phần trăm. Mình để auto mode. In out. Input của mình sẽ là input analog số thực, mình để chung. Còn các bạn cũng có thể đặt trực tiếp IVK vào đây nếu các bạn sử dụng input per analog hoặc output per analog. Với đối với output PWM là một ngõ ra bấm sung, các bạn cũng có thể cấu hình. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn một kiểu chung nhất, đó là output bình thường, in out bình thường. Nó sẽ dành cho kiểu thực. Tiếp theo các giới hạn thì các bạn tùy các bạn có thể đặt. Mình đặt theo phần trăm thì nó sẽ giới hạn trên limit của nó sẽ là 120%. Các bạn cũng có thể đổi thành 100. Cái đấy là tùy các bạn. Một cái mình cần lưu ý tới, đây là cái thông số dò. Chúng ta có thể tự enable nó lên, mình tự đặt để các bạn tự dò, hoặc chúng ta chạy auto tuning trong commissioning để cho nó tự dò các thông số này, và chúng ta sẽ chỉnh sửa sao cho nó hợp lý để đưa ra được thông số tối ưu. Ở đây mình sẽ cấu hình khối PID analog, khối PID. Trước đó thì mình sẽ phải cấu hình khối analog trước. Ở đây như đầu vào cảm biến của mình vẫn là IVK 64 AI 0 0.0 0 27 68. Dạng trên của mình, ví dụ giải đo của mình là từ 0 đến 400 độ C đi, mình sẽ đặt là 400 0 giá trị thực nhiệt độ. Mình đặt là MD100. Tiếp theo chúng ta sẽ vào khối cycle interrupt để cấu hình khối PID. Đầu tiên set point. Set point là giá trị mình sẽ đặt. Các bạn sẽ làm một thuật toán so sánh. Ở trong PID sẽ cấu hình một thuật toán so sánh cho các bạn. Ví dụ các bạn đặt set point lớn hơn input thì giá trị output sẽ được lên 1, hay nói cách khác nó chạy output rất là lớn. Nếu set point bằng input thì output sẽ dừng lại, để giá trị set input bao giờ cũng xấp xỉ giá trị set point. Mục đích của khối PID là như vậy, đưa đến giá trị input nhanh nhất và gần nhất với giá trị set point. Set point của mình đặt ở đây là đặt nhiệt độ. MD104. Input của mình là giá trị thực nhiệt độ. Ở đây mình không sử dụng input per, mình sử dụng input và output. Output của mình sẽ là output analog out AQ out. Nhưng AQ out ở đây là kiểu thực MD108.
Đó. Tiếp theo chúng ta chọn mode hoạt động cho nó. Thì ở đây mình sử dụng auto tuning. Mình cho nó 3. Chúng ta có thể bấm S1 để xem. File tuning auto mode. D PD compact chấm mode. Ok. Tiếp theo sang main, chúng ta sẽ cấu hình cho khối analog output. Analog output ở đây của mình QVK98. Analog output. Tiếp theo AQ số thực. AQ out. Giới hạn của mình là từ 0 đến 100%. Và giới hạn dưới 0 đến 27.48 để ứng với đầu ra. Chúng ta có thể cấu hình một màn hình để biểu thị hoạt động. Mình sẽ add new thêm một screen. Đó. Chúng ta sẽ có giá trị set point. Giá trị này sẽ là giá trị nhiệt độ thực tế. Hai set point này mình sẽ đổi là đặt nhiệt độ. Tạo cho mình hai khối IO field. Chúng ta gắn tag. Lúc đặt nhiệt độ chúng ta sẽ là input. Mình bỏ dấu cộng vào trước đi. Đối với nhiệt độ thực tế mình sẽ đặt là giá trị nhiệt độ thực. Và nó sẽ là output.
mình sẽ đặt là độ C. Ok. Chúng ta sẽ có thêm một biến start biến tần. Một đèn biểu thị run. Mình gắn tag cho bên tần. Mình xin lỗi, mình gắn tag cho các biến của BOC. Start. Rồi gắn tag cho bên run. Cho căn cho nó vào giữa. Sau đó chúng ta nói chương trình cho BOC. Bật chế độ giám sát. Nhiệt độ của mình đang 300 độ C. Sao cảm biến thử lên cao đấy nhỉ? Rồi đây, đã ổn định. Vì mình không đặt cho khối analog, không đặt biến run cho khối analog, nó sẽ tự động chạy, nhưng biến tần chưa được run.
Mình cho thêm bên ăn rồi. Đó. Tiếp theo chúng ta vào screen, bật mô phỏng. Start. Đó. Ví dụ mình đặt nhiệt độ ở đây là 50. Chờ nhiệt con động cơ chạy rất là cao. Để đáp ứng được với giá trị. Nó là chở nhiệt. Chúng ta có thể xem auto turning. Mình xin lỗi. Đó là chở nhiệt. Start. File turning. Start. Khi giá trị input đổ vào xuống dưới giá trị set point thì output lên rất nhiều, các bạn có thể thấy đấy. Output đường màu đỏ, set point đường màu đen, còn giá trị input đường màu xanh. Các bạn có thể thấy đó. Các bạn có thể giám sát được màn hình trên đây. Giá trị set point và giá trị input đã xấp xỉ bằng nhau. Giá trị output vẫn rất là cao. Thì do lúc đầu cái cảm biến của mình chắc nó bị sai rồi. Để củng cố thêm giá trị analog input và output và để các bạn có thể biết về PID, thì đây là mục đích của bài hôm nay của mình. Do mình không thể chạy thực tế được nên đây hoàn toàn là các giá trị mô phỏng. Nhưng trong thực tế tất cả mô hình sẽ làm theo phương pháp này. Hầu hết các mô hình mình đã làm đều đã làm theo phương pháp này. Và mình sẽ dò cái thông số ở đây bằng file tuning. Đó. Áp dụng ở mô hình thực tế thì cái này chạy sẽ rất là ổn định và rất là đẹp. Các bạn tận chỉnh sao cho tối ưu nhất có thể. Đó là bài giảng về PD của mình. Xin chào, hẹn gặp lại.